Đó, câu chuyện là như vậy. Rồi, hồi nãy ở thang máy tự nhiên đi nhớ lên cái vấn đề nữa. Rồi, cái vấn đề thứ ba là mọi người có nhớ là cái ngày mà hẹn đi đúng không? Cái ngày mà hẹn đi thì ảnh có trách Ni là tại sao Võ Việt Băng lên bài, em là người nói với Võ Việt Băng hả? Ni nói thật với mọi người, cái chuyện này hôm bữa là ngồi rất là đông, rất là đông. Nó xui cho ảnh một cái vậy nè, ảnh nói là ảnh đang ở dưới thằng em, ảnh đang bảo vệ cho thằng em ở trong đại án VTP đó, VTB đó, VTB phở đó. Ni không có nói ra tại vì vấn đề ở đây á, là Ni chỉ biết chủ mớm thôi. Thì sau khi liên can chuyện thì Ni mới nói ra chuyện này. Thì mọi người biết là cái anh luật sư á, mà ảnh bảo vệ thân chủ trong đại án đó đó, là ảnh đang ở đó luôn. Mọi người hiểu ảnh đang ở đó luôn. Thì ảnh có nói là đi ra tòa mấy lần rồi, ảnh có coi drama trên mạng xã hội, ảnh chưa thấy anh luật sư này xuất hiện tại tòa bao giờ. Thì sau đó ảnh mới kiểm nghiệm, tại mọi người biết rồi, khi mà luật sư á, họ có được cái bản án á, họ có được cái danh sách luật sư luôn của hội đồng xét xử á, thì ảnh rà lại 200 luật sư, thì ở đó có rất là nhiều người chứ không phải là có một mình mớm với Loan. Thì ảnh nói á, ảnh biết được họ tên của anh luật sư này, ảnh nói là không có em ơi, anh này không có bảo vệ, không có bảo vệ thân chủ nào hết trong cái đại án VTB này hết. Thì Ni mới quay lại, Ni nói ủa mà sao ảnh nói em ngày đó anh không đi gặp, là anh đi xuống dưới kia ảnh đi gặp về thân chủ của ảnh. Anh nói không em, thân chủ đã được di lý, tất cả những người trong vụ án VTB đã được di lý đi nơi khác rồi đó. Thì tự nhiên cái mọi người hiểu rằng một cái người mà mình đang tin tưởng tự nhiên cái nói dắt nói láo với mình, thì anh đó ảnh mới, ảnh là luật sư trong vụ án đó mà, ảnh mới lật cái, thì cho Ni xin phép là Ni giấu tên, thì ảnh mới lật cái bản án ra, ảnh mới nói trong cái danh sách này không có tên của anh luật sư này, thì em cũng phải coi lại. Thì tự nhiên Ni bị tuột cảm xúc, mọi người không, dồn lại chuyện của chị Lộc Vườn Cây, dồn cái chuyện là ảnh tham gia vô việc vấn đề dân sự, cả cái việc ảnh nói dắt mình, tự nhiên Ni thất vọng tràn trề. Và lúc đó là ở trong nhà cũng biết rồi, và mọi người cũng biết rồi. Thì sau đó rồi mọi người thấy còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà lưu với luyến, còn gì nữa đâu mà đau với sầu, đúng không? Tất cả nó thể hiện qua cái sự nói dóc nói láo, rồi cái coi như là trời ơi tự nhiên cái cảm giác á, trời sao anh có thể nói như vậy được trời. Thì sao vụ đó nó phát hiện ra rồi thì Ni mới nói là, thì mọi người biết không, khi đó Ni lại nể chị Ngọc một cái chỗ nữa nè, là anh đó ảnh mới nói là em ơi sao anh thấy bên luật sư Tam Quang đang bảo vệ cho ba thân chủ luôn, mà chị Ngọc chưa hề khoe mẽ với Ni là chị Ngọc đang bảo vệ. Và chị Ngọc im lặng cho tới ngày hôm nay, đến ngày chị Ni mới hỏi chị Ngọc. Thì mọi người biết một cái người như chị Ngọc là Ni nể không, không khoe mẽ. Thì mỗi lần chị Ngọc đi Hà Nội hay đi đâu đó là chị Ngọc không có nói, chị Ngọc chỉ nói là chị đi công việc của chị đi ra tòa án với công việc của chị thôi. Thì anh đó ảnh mới là cái người tìm hiểu ra sự thật, thì chị nói em yên tâm rồi đó, em yên tâm với cái người mà họ tài giỏi không bao giờ họ lên họ khoe mẽ đâu em, còn những người họ càng khoe mẽ em phải càng coi lại. Thì lúc đó là Ni mới, mọi thứ là đã, nói chung là dùng cái từ là sao ta, đã quá rõ ràng rồi, thì Ni mới im lặng và Ni về Ni nói với mấy bạn. Lúc đó là mọi người biết là câu chuyện đó nó quá rõ ràng và ai cũng biết hết rồi. Thì sau khi em băng á, em lên bài á, thì ảnh mới quy chụp cho Ni, ảnh nói là em ơi bộ em đưa tin nhắn hay là nói với băng hả? Thì cái Ni mới cười, Ni nói là Băng với em không có nói chuyện thường xuyên, nếu mà giờ hỏi về những cái vấn đề sau này là Ni với Băng nói chuyện thường xuyên nè, có là Ni nhận, tại vì muốn sao Ni chiều vậy, bởi vì sao muốn Ni sao thì Ni chiều theo cái ý thích. Bây giờ Ni coi Băng hay là Trí Cảnh cũng như em mình rồi, tại vì cái bước đường nó đi, nó chịu nhịn, nó đối xử mình sao là chỉ có mình cảm nhận được. Cho nên á, khi mà sự việc luật sư như vậy rồi á, thì Ni cảm thấy cái người mà chịu tổn thương trong cái việc này là cái ngày chị Ngọc bị bêm, bị móc mẻ ở trên cộng đồng mạng. Và Ni trong thời điểm đó, Ni cả bây giờ luôn,
Ni cảm thấy Ni có lỗi với chị Ngọc rất là nhiều. Đó, Ni đã bị sụp đổ lòng tin ở anh luật sư đó, bởi vì anh không có nói đúng sự thật. Và cái việc anh xen quá nhiều vào chuyện phụ nữ và anh tự đề cao bản thân anh quá nhiều khiến cho Ni cảm giác là Ni không có còn tin tưởng và giao việc gì để mà cho anh thụ lý cho mình, và cả việc thụ lý cho vấn đề hình sự của mớm nữa. Đó, mọi người hiểu là tại sao nói Ni thao túng anh Vũ là đúng, có không phải thao túng, mà là Ni là người giới thiệu và cả cái tất cả cái việc gì đúng á, Ni không có bào chữa cho mình. Cái vấn đề quan trọng ở đây là anh Vũ anh có trách Ni hay không, anh có trách Ni hay không thôi, là giữa anh em của Ni thôi. Những gì Ni nói là Ni nói ra mà tất cả mọi thứ là Ni sau cái chuyện nó giọt nước tràn ly rồi. Tự nhiên cái bản thân Ni đâu phải là Ni là cái người quan trọng trong cái vụ án này đâu. Ni đâu phải là con của chú Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là hàng mớm, là Võ Thị Hồng Loan, thì đi bêm Ni làm cái gì? Cuối cùng cuộc chiến, nếu mà Ni không mạnh mẽ, Ni không tự mạnh mẽ lên, Ni đem cái sự thật của Ni ra, thì Ni không bảo vệ được Ni bảo vệ được cho ai? Cho nên chưa bao giờ Ni lên đây Ni tự động Ni trách móc, hay là Ni cảm giác là mọi người phải bảo vệ Ni nha, mọi người biết là Ni bao nhiêu công chuyện, Ni đi đổ xăng này kia, trời ơi, tính xăng là tính tiền vé máy bay không đó mọi người, nhưng mà chưa bao giờ lên trên mạng mà. Mọi người có biết là tôi tốn công tốn sức biết bao nhiêu không? Nó chỉ cần kêu Ni bay về là Ni bay về. Ni chưa bao giờ Ni than vãn là mình tốn bao nhiêu cái vé máy bay rồi, bao nhiêu tiền rồi không. Tại vì mình tự nguyện mà, mình tự nguyện. Còn mình đã mở miệng mình nói mình quân tử mình ra đi, mình không đếm xỉa tới trong khi mình làm một YouTube, tại sao mình quay lại? Là mình đang ăn cái gì? Mình đang kiếm cái gì ở đây? Tại sao mình nói mình không giữ lời? Tại sao không im lặng? Tại sao phải quay lại rồi bịa chuyện rồi dẫn dắt rồi kéo dài? Mọi người biết một cái chuyện mà họ kéo dài như vậy, một cái clip lên như vậy, Ni không có hiểu là cái trình YouTube như thế nào, nhưng mà không có thích đưa vô vấn đề chính mà dẫn dắt kéo dài để vô một câu chuyện tiếp tới câu chuyện thứ hai, câu chuyện thứ ba, và nó không có đi hồi kết, nó không có hồi kết, mọi người hiểu không? Cho nên mọi người biết là trong ba người này, một người thì muốn thao túng tin tức độc quyền. Ni đã trước đây á, Ni không có lên trên mạng xã hội, chứ còn Ni bây giờ mọi người thấy Ni có cần gì để ai mà đưa tin tức mình lên không? Tại vì Ni nói, Ni tự hào Ni nói là tại vì Ni không có cần phải lên để mà người đó, con nhỏ này lên nó nói để view đổ về nó kiếm tiền nè. Ni tự hào Ni ngẩng mặt Ni nói. Còn trước đây á, Ni thôi chắc cần phải có một cái kênh YouTube uy tín để mà họ truyền tải cái thông điệp ra ngoài, để cho những cái sự thật nó được phơi bày ra, để cho bên kia đánh thẳng vô bên kia luôn, Ni mới nhờ. Nhưng mà khi Ni thấy cái chữ độc quyền, Ni cũng có nói chị ơi, sao cái chữ độc quyền này nó mọi người hiểu không? Nó cảm giác mình không có được thoải mái á, và làm cho khiến cho là ta đây cái sao. Lúc đó Ni cũng đã nói rồi, và Ni cũng không nghĩ ok, họ giúp mình thôi, có những cái nhỏ mình không nên bắt bẻ quá nhiều, có những cái mình cũng đừng khắt khe quá thì mình không có bạn thôi, khắc khe quá thì mình không có người giúp đỡ thôi, để giúp đỡ mớm hay giúp đỡ Ni. Thì sau này mà Ni mới biết ba người này Ni không có du oan cho họ đâu. Một người thì muốn nắm quyền mới đẩy chị Ngọc ra, mới phủi cái công sức, cái tài năng của chị Ngọc. Một người thì muốn nhập hàng cho mớm bán, một người thì muốn độc quyền tin tức. Giờ Ni đi bảo vệ mớm nè, có nói xấu Ni cũng được, Ni mắc cái gì Ni mắc cũng được, Ni ra khỏi drama kết thúc rồi, Ni có gì đâu mà phải thiệt thòi. Nhưng vấn đề ở đây mà để những người đó họ chen vô cuộc sống, họ chen vô trong cái vụ án này, họ chen vô trong nội tình, trong nhà, thì mọi người thấy hậu quả như thế nào? Kiểu như họ cho rằng là thuận thì sống, nghịch thì phải chết. Họ muốn đưa ai vô vòng lao lý là họ đưa vào lao lý, kiểu như vậy đó. Thì mọi người cứ nghĩ nếu mà ba người như vậy thì Ni có kẻ nể không? Ni có kẻ nể để họ tiếp tục không? Ni có kẻ nể để họ vào, họ thao túng, họ nắm hết mọi thứ không? Ví dụ Ni từ trước đây á, Ni nói thẳng luôn, trước đây mình Ni đã từng khen, từng ủng hộ, từng khóc những giọt nước mắt mà lăn dài trên má mình để hàng triệu người thấy mình á. Mà bây giờ Ni quay lại, Ni bêm người đó, Ni rất là nhục. Ni nhục kinh khủng luôn. Mọi người biết sao nhục không? Sao vậy? Cho nên Ni rất đề cao những cái chuyện, cái người mà hai người gây lộn với nhau,
Và cái người nói nhiều là cái người bị chỉ trích nhiều nhất. Cái người im lặng mới là cái người đáng được nể. Mình không biết họ đúng hay sai, nhưng cái người im và họ không nói tới, chắc chắn là một điều là họ ăn điểm rồi. Trong khi mình là người làm truyền thông nữa, chứ đâu phải là một người bình thường, tại sao phải khóc? Rồi trước đây á, nói sự thật là đi tìm hiểu nhà báo này nhà báo kia, Loan là con ruột của chú Vũ Linh rồi em ơi, không có gì mà phải đánh tráo hết ở đây hết. Rồi tại sao ở đây chị lại quay ngắt 180 độ? Rồi ở đâu ba mẹ ở đâu ra tìm cho nó? 37 năm đi tìm thì khác. Còn ở đây khi chị quay lưng đi, tự nhiên cái ba mẹ xuất hiện ở đâu vậy em? Em kia nè, em tử cung ở đâu mà em ra em có xuất hiện ba mẹ vậy? Rồi đưa lên dẫn dắt một cái gì vậy? Em nói thẳng với chị luôn, cái mặt chị AI, cái giờ công nghệ AI á, chị giỏi công nghệ. Chị hỏi ai chị giỏi công nghệ đó, thì chị hỏi thì người ta chỉ đưa vô cái miệng vô AI thôi là ra cái người rồi. Bây giờ như em có một giống như bây giờ em muốn đi tìm đứa con của em đi, thì em lấy cái mặt của em gỡ qua đó là AI rồi. Chị hiểu công nghệ AI như Lưu Đức Hòa nè, họ lên họ làm y chang luôn, vẫn nói chuyện bình thường luôn. Chị dẫn dắt ai? Dẫn dắt ở đây. Mắc cười quá vậy. Sao lúc trước không đi tìm giùm lúc hòa thuận với nhau đó, không thấy đó. Chị Mớm ơi, Loan ơi, chị Loan ơi, em kiếm được ba mẹ chị rồi nè. Sao tự nhiên vừa quay lưng ba mẹ ở đâu lòi ra vậy? Rồi không dắt tới số 5 Đoàn Thị Điểm đối chứng đi. Đây, đây nè. Ni chưa bao giờ Ni đánh đổi cả cái thanh danh sự nghiệp của Ni, nhưng Ni chắc chắn mà đem tới mà ba mẹ ruột mà đứng trước mặt Loan Ni mất cái gì đó. Ni nói thẳng với mọi người, yêu cầu cái gì Ni cũng làm hết trơn á. Ở đâu vậy? Tự nhiên cái vừa quay lưng xong kiếm sao em không tổ chức như chưa hề có cuộc chia ly đi. Em giúp đời giúp người đi. Có bao nhiêu người tìm cha tìm mẹ họ không thấy. Từ chiến tranh tới bây giờ họ không thấy cha mẹ họ. Họ đi nước ngoài họ không thấy. Họ ở Việt Nam họ kiếm biết bao nhiêu, chỉ có cách một tỉnh thôi. Họ kiếm biết bao nhiêu 40-50 năm không thấy. Em tài nghệ rà soát của em, tài nghệ tìm được á, người thân dễ dàng như vậy. Em làm một cái cuộc chưa hề có cuộc chia ly đi. Em thay đài truyền hình đi. Em làm em giúp đời giúp người đi. Còn ở gia đình này không cần. Sao em đi kiếm giùm đi? Em lên em vừa quay lưng một phát cái là em tìm được cha mẹ nó liền. Ở đâu ra vậy em? Tưởng ai cũng ngu như em hết. Em từ thiện mà, em giúp đời giúp người mà. Tổ chức một cái cuộc chưa hề có cuộc chia ly. Đây, tôi là một thám tử tài ba lần danh cô nam. Tôi có tìm trong vòng 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 ngày, 1 tháng gì đó. Em giúp đời giúp người. Họ đưa em lên liền. Chứ phải chung vô crema này em ăn từng cái view cái like. Khi mà em nhập hàng nó không cho em nhập. Em không có đạt được mục đích. Em quay đi em bụp 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 bụp. Em đánh nó ngã bụp 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 bụp. Sao em mắc cười quá vậy? Em rà soát đó. Tài nghệ của em đó. Vừa rồi chị cho em thấy rồi đó. Ở đâu á, ngay từ đầu ấy thù ghét nó đâu bên kia đi, không nói. Tự nhiên cái trời ơi, tự nhiên bây giờ vừa quay lưng cái trời ơi, bắt đầu ở đó dẫn dắt á. Em nói ai dẫn dắt? Em mới là người dẫn dắt đấy chứ. Rồi ra đi, không. Thấy cái view cái like bắt đầu ngày 3, 4 like, 3, 4 view dẫn dắt xong rồi, đưa ba, đưa mẹ lên, ba mẹ đâu hiện hồn lên liền lùm tui cái đi. Sự thật người ta nắm rành rành đây nè. Người ta cũng không có cái rồi từng chút luôn dặn đi từng chút luôn á, là không có muốn lên trên đài truyền hình hay là trên mạng xã hội xuất hiện ở đâu á. Tự nhiên đây nè, tự nhiên giờ đi lên cái vừa quay lưng có cha mẹ. Trời ơi, ở dưới quê chị nè em, có một cái người đó họ đi kiếm cha của họ, hôm nay họ 40 tuổi rồi đó. Chị tính kêu họ liên hệ với em á, em kiếm giùm đi. Trời ơi, kiếm giùm đi những cái người đó, chị thay mặt họ, chị giúp đỡ đó, chị giúp đỡ họ. Em cần tiền ở họ, chị trả cho họ đó. Chứ không cần miễn phí ở đây. Ở đây không cần. Ở đài truyền hình đó, họ vẫn tổ chức chương trình chưa có hồi chia ly đó. Sao em không đăng ký đi? Em tham gia em lên. Em giới thiệu cái profile em liền. Tôi là một thám tử nè. Tôi có thể tìm người thân trong vòng 2-3 giây tôi rà soát luôn. Đó. Chỉ cần nói ra thôi ADN nó rớt dưới họng em liền. Chỉ cần nói thôi, quan hệ huyết thống nó rớt dưới họng em liền. Quá trời luôn. Hù dọa. Rồi điện thoại, em biết cái cuộc điện thoại hôm bữa là Mớm nó nghe hết trơn á.
chị giấu cũng không được nữa. Nó đang ngồi ở nhà em điện vô, em nói là không có chị, em đưa chị lên mà, em nói không có chị là mớm nó bán nhà luôn á. Ý là chị phải ra đi đó, để chừng sau này mở hổn nó quay lại nó đánh ngược lại chị. Chị làm, chị hiểu, chị biết, chị có bị đau thương chị chấp nhận, chị không lên chị ăn vạ cộng đồng mạng, em hiểu không? Chị có bị đánh bật, chị có bị phản bội chị chịu, nhưng chị chắc chắn chị tin một điều rằng nếu mà chị phản bội là từ lâu rồi, không phải một năm mấy giờ. Tình cảm chị em càng ngày càng thấm thiết, không thể nào mà một cái người mà mình nhìn sai thì chứ mà tương tác với nhau từng chuyện gia đình, từng chuyện xã hội, từng coi như là chị em coi như là tất cả tập luôn. Cho nên những cái tin nhắn mà ra ngoài, ừ mớm ơi chị Nay ơi cẩn thận mớm nha, mớm nó ghi âm chị đó, không có đâu em. À, chị Nay ơi, con mớm một ngày nó sẽ dùng chị, không có đâu em. Chị tự nguyện mà sao mà lợi dụng chị được? Tất cả mọi thứ chị tự nguyện hết, làm sao mà kêu lợi dụng chị được, trừ khi mà chị bị dẫn dắt á mới gọi là lợi dụng. Kiểu chị Nay, chị lên đây chị nói giùm em nè. Chị tự nguyện chị lên nói. Thậm chí những cái livestream này mốt nó cũng không biết chị lên livestream. Chị nói cái gì chị cho nó biết không? Chị tự nguyện chị giúp, chị tự nguyện. Ví dụ một ngày nào đó chị tự đi thì chị chịu, chứ phải là quay là chị bê mốm ôi, người ta cười chị đó. Ủa mày tự tới mày đi. Mình tự nguyện chứ không phải là ngày đó quỳ lạy em, đem ba cây nhang đến quỳ lạy, mặc áo dài giống giày quỳ lạy em ơi, em vô em giúp đỡ giùm chị đi. Em giúp đỡ giùm chị, em giúp đỡ giùm mớm đi. Trời ơi chị khổ quá rồi, chị bị gặp một bạn bêm quá rồi em giúp đỡ giùm chị đi. Không, tất cả đều tự nguyện hết. Tự nguyện thì khi thì ra đi, đúng không? Em muốn được cái thanh danh của em, người ta ca ngợi em, đó là khi em im lặng. Đó mới là cách người ta ca ngợi em, để mà em biết là cái khí chất của người đàn ông quân tử ở đâu là ở đó đó. Chứ không phải vô quậy đục nước đâu, thấy không có đạt được mục đích quậy đục nước đâu. Nếu ngày hôm đó mớm nó ừ, nó tiếp tục nhập hàng của em, nó bán, nó để em làm đại lý, thì hậu quả đi tới đâu, đâu phải là như bây giờ. Thà biết đó, xong rồi là giọt nước tràn ly đau thương đó, nhưng mình chặn cái hậu quả sau này. Nếu em là người quân tử thì nó khác rồi. Em quá đê tiện, em quá bằng, và cả hèn nữa, làm sao mà để tiếp tục được. Thà đau một lần rồi thôi. Em nghe bài hát đó không? Không để kéo dài được. Kéo dài rồi bây giờ nhập hàng bán có chuyện gì em đổ lên đầu mớm sao? Và tụi chị có sự phòng ngừa chứ. Tại sao con mớm có thể nhập hàng của tất cả mọi người? Những mặt hàng nó đang bán, tại sao nó chừa cái mặt hàng của em ra? Tại sao như vậy em không đánh dấu hỏi à? Em thấy em nhục không? Thà em không nhập hàng, thà em tới em giúp tự nguyện, ok, tất cả mọi thứ để nhìn thấy được cái tâm của em. Còn khi em xong rồi, em vào, em len lỏi vào rồi, cả cái chị kia nữa len lỏi vào rồi, chỉ cần muốn tin độc quyền thôi, rồi cứ kéo dài như vậy, ai là người kéo dài? Kéo dài rồi bây giờ đổi thừa cho người ta là kéo dài, ai là người kéo dài? Chị đó phải là YouTube. Con Loan là nhân vật chính trong câu chuyện, nó muốn kéo dài sao? Nó muốn kéo dài mà lúc nào nó cũng hối thúc chị, kẻ luật sư Ngọc luôn. Chị ơi tới đâu rồi chị? Chị ơi bây giờ sao chị? Tại sao mình không làm mọi thứ để nó êm đềm hết, dĩ hòa vi quý hết, mà sao làm quậy đục nước lên qua đâm thọt người này đâm thọt người kia? Bởi vì kêu Ni mà né người này né người kia Ni khó lắm, trừ khi Ni chính mắt Ni thấy người đó là xấu xa với mình, Ni tự động Ni rời. Chứ còn đang chơi, đang yên, đang lành vậy kêu Ni từ bỏ là Ni không có. Không phải Ni ngu đâu, thà Ni tự thấy, Ni mãn nguyện. Dù Ni có đi sai đường, Ni có bị phản bội, Ni mãn nguyện, tại vì chính mình là người chứng kiến, chứ không phải tự nhiên đang chơi với người đó. Trong cái mối quan hệ xã hội cũng vậy, khi chơi với một người bạn, tự nhiên cái con ở đâu nó nhảy vô, nó có sự ganh tị với con gái rồi. Ở đây con gái ganh tị không nói, mà là đàn ông ganh tị với nhau đó. Rồi vô nói, vô chăm chọt, phải né người này, né người kia. Công an đang theo dõi chị, an ninh đang theo dõi chị, chị có biết không? Trời ơi, em biết không? Đó, chính vì sao mà tới ngày hôm nay chị nói cho em biết luôn. Tại vì lúc trong đại cuộc chị kẻ nể thôi, nhưng mà đằng sau lúc này chị cũng kêu thôi, kêu cố lên. Chị đã nói rồi, quá khứ của họ chị không quan trọng. Chị biết bây giờ họ đang thương yêu mớm, họ đang thương yêu chị, bất mới chị phải bỏ họ, họ đang tốt với chị mà.
cũng cái chuyện riêng. Dạ hôm nay em đi khai trương á hả, khai trương của tiệm. Thì mọi người cứ nói là cẩn thận đi, họ hại hại thì cứ hại thôi. Thì bây giờ mình đã bước ra cuộc chiến rồi mọi người, đâu có thể nào mà đã không vừa lòng họ rồi. Chắc chắn là bây giờ có im, họ cũng tìm cách hãm hại mình. Vậy rồi thì mọi người cũng biết rồi đó. Rồi quay lại câu chuyện của chị, câu chuyện chính của chị nè. Em nói chị mua đường, mua án gì đó. Vậy là bây giờ tất cả ở những người phạm pháp ở Mã Lai rất là dễ dàng mua án đúng không? Em có thể viết một status lên là nước Mã Lai là bà Nguyễn Thị Minh Thái mua án. Em ghi tên cho chị để em bản lệnh, em ghi ra hết đi. Chị sẽ dịch tiếng Anh, chị qua chị gửi qua bên bên tổng lãnh sự bên đó. Chị mắc cái gì chị cũng mắc. Có nghĩa là em muốn đưa chị về, giống như chị là một cái người xấu xa để mà tự động bảo vệ mình, tự động dùng tiền để coi như pháp luật ở Việt, ở nước ngoài nó quá dễ dàng như vậy. Em làm như vậy là Mã Lai họ qua họ phạm pháp rất là nhiều đó, an ninh nước họ bị ảnh hưởng đó. Em viết một cái bài, em bản lĩnh mà em cho là người em gọi là dùng cái từ cao vị ở đây á, em viết đi, em viết một cái bài, em ghi tên thẳng chị luôn, em chất vấn ở bên Mã Lai, chị viết một, chị sẽ translate ra cho em, chị gửi qua bên tổng lãnh sự bên đó để họ yêu cầu họ làm rõ cho em đó. Em tài ba, em hiểu không? Chứ tự nhiên cái mới nào em nói chị đi đường tiểu ngạch mà chị im, chị không nói. Chị đã nói với mọi người, chị nói không có cần phải nôn nóng. Chị em cần chắc vấn cái gì, chị gom hết những tình tiết cuối cùng, chị đánh ấp một phát lên cho em không phục chị đi. Tại vì bản thân em đã ghét chị, sao em phục chị? Nhưng em sẽ phục bằng nhân chứng thép, bằng chứng thép em phục, bằng chứng thép mà em không phục nữa là em là người như nào. Còn em nói chị khiên cái sắt, chị đâu có gì chị không đối chất với cái việc đó đâu. Có chứ. Và cái người bị chị khiên cái sắt là cái người lừa đảo, nó đang bị quá tịch, có nghĩa là nó đang bị truy nã ở đây, lên báo công an nhân dân Trần Thị Ngọc Hường. Và bây giờ cái nick nó đang dùng là Tuyết Băng đó. Em giúp đời giúp người thì em đem nó về đây, em giúp nó, em đem nó về đây, em kêu nó ra đây lộ mặt ra, trả lại tiền cho những người bị hại nó đã lừa đảo, là chị phục em đó. Chứ em đừng có đánh tráo việc mà chị là cái người phạm pháp mà chị dơ cái mặt, mà cái đứa mà bị chị hại nó lại im lặng, nó dùng cái nick ảo để nó tấn công chị. Em thấy nó vô lý không? Chị Ni ơi, đính chính vụ lọc vườn cây đi chị, bẻ nhảy đông đỏng. Thì chị lọc vườn cây là chỉ là cái người hàng gắn. Nhưng mà trong cái hàng gắn đó thì bạn nói ừ anh ơi anh đi ăn cơm với em đi, anh đi ăn với em đi. Thì ông này ông mới lấy cái tin nhắn là anh ơi đi ăn em và nói với chị cà phê. Thì chị cà phê chị cứ tưởng là chị lọc vườn cây thích ông này. Thì chị Ni lại tưởng là cái gu của chị lọc vườn cây sao mặn với vậy. Thì từ cái chuyện này chị Ni mới phòng ngừa, chị Ni không có đi chung với, đi riêng với ông kia. Hiểu không? Chị Ni không có đi với anh luật sư đó. Thì chính vì vậy cho nên là chị Ni từ cái chuyện người khác, cái ảnh đối xử với người khác thì chị Ni phòng ngừa thôi, chứ đâu có gì đâu mà chị lập vườn cây oan ức ở đây. Và khi chị nói chuyện mà lập vườn cây, chị cũng hay chặt chị lập vườn cây. Ủa chị sao chị u chị mặn như vậy, bộ chị thích vậy á hả? Hiểu không? Chứ còn ví dụ nói Ni mà mê trai thì cũng phải trai nào xứng đáng để mê ngưỡng mộ, phải xứng đáng để ngưỡng mộ, để mình chịu tiếng xấu vì nhan sắc của một người đáng để chịu tiếng xấu, chứ không phải là chịu tiếng xấu một người không đáng, cái nhan sắc không đáng để mình chịu. Ni nói nhanh quá nên nói lẫn lộn chuyện chị lập vườn cây. Không, Ni đâu có lẫn lộn đâu. Chị lập vườn cây là muốn dĩ quà di quý, có nghĩa là anh nói cái gì với chị lập vườn cây về Ni thì anh chị lập vườn cây nói thôi để em đi ăn với anh, em muốn nói chuyện dĩ quà di quý giữa anh với Ni. Mà Ni cũng không biết là ở sau cũng nói cái gì với mình á. Cái gì tự nhiên giờ cũng Ni cũng không cần hiểu cần biết luôn, bởi vì cái cách anh đối xử với người khác thì chắc chắn Ni sẽ biết là Ni dính liền, đâu có ngoại lệ. Dẫn dắt dư luận quá, quay lại thì toàn nói dắt nói láo. Có bằng chứng em, em nói gì có bằng chứng chứ, chị đâu có nói mông mắt cụi đâu, chị nói cho bằng chứng hết hả?
Người ta đang hiểu lầm. Không, ổng muốn làm cho người ta hiểu lầm chị Lập Vân Cây yêu thầm ổng. Ổng muốn làm cho hiểu lầm chị Lập Vân Cây yêu thầm ổng, cho nên mới làm cho chị Cà Phê ghen lên. Và khi ổng trả lời với Ni cũng một cái cách lấp lửng là: em ơi, phụ nữ mà, người ta ghen là cái chuyện phụ nữ mà em. Thì Ni mới nói: ủa, vậy là chị Cà Phê thích ảnh, rồi chị Lập Vân Cây thích ảnh, cho nên chị Cà Phê mới ghen chị Lập Vân Cây. Chị Lập Vân Cây là thích anh đó, chị Cà Phê cũng thích anh đó. Và khi hai người cùng dành cái gì rồi hai người ghen với nhau. Cho nên là Ni phải nghĩ như vậy rồi. Chị Ni có xin lỗi chị Lập Vân Cây là em đã từng nghĩ chị như vậy. Và khi Ni phát hiện ra, à, thì ra là một câu chuyện cũng anh này hết, cũng khiến cho người ta suy nghĩ hiểu lầm về phụ nữ. Và Ni cũng có nói chị Lập Vân Cây là gu chị quá mặn, chứ đối với em là không được. Thà giết chết em chứ kêu em một nhan sắc mà kêu em mà bị mang tiếng xấu một nhan sắc như vậy là không có được. Không chịu, Ni không có chịu. Ni là cái người như vậy đó. Ni không có chịu nha. Nếu thế giới này mà còn một người đàn ông mà như vậy á, vừa đã không được đẹp người, vừa nết đã không có đạo đức không có, tôi sẽ chết theo thế giới, chứ tôi không có chịu. Ổng làm cho chị Lập Vân Cây, ổng làm cho mọi người suy nghĩ là chị vật cảm thích ảnh, hiểu không? Và cái quan trọng ở đây là ảnh làm cho chị Cà Phê nghĩ rằng chị Lập Vân Cây thích anh đó, cho nên chị Cà Phê mới ghen là nói đừng có đụng với chồng tôi, đừng có điện thoại cho chồng tôi. Thì Ni mới qua hỏi là: anh ơi, bây giờ anh là đàn ông, anh phải nói làm sao để hai bà không có như vậy. Thì anh mới nói với Ni là đàn phụ nữ mà em, ghen tuông nó như vậy đó. Thì Ni mới quay lại: ủa, là hai bà này thích thật hả? Cho nên Ni mới sợ là Ni sẽ lên thớt giống như chị Lập Vân Cây, cho nên Ni né. Là mọi người hiểu không? Trời ơi, Ni nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện này từ hồi sớm nay 2 tiếng rồi, Ni không hiểu. Cái câu chuyện Ni nói rất là rõ ràng chi tiết như vậy rồi đó. Stream, Ni vừa lên mã live, đúng rồi. Ni nói nó chỉ cần là livestream bản lĩnh chị đại mà, muốn kiếm Ni mà. Thì Ni nói rồi đó, nếu mà livestream ở giữa đường mà địa chỉ ở đâu hoặc là nhà, chỉ biết số nhà đúng là đang ở nhà đó thôi. Trời ơi, Ni không tới là Ni còn ăn nói với cộng đồng mạng sao nữa. Nhưng bạn ấy không có làm. Con này chị Ni biết mà, mọi người biết rồi. Khỏi còn phải nói là Ni hạ bệ nó gì, tại vì sao? Ni phá vỡ cái đường dây lừa đảo của nó đó. Nó làm hụi ma, mọi người biết, nó gửi tiền cho Ni mà Ni không cho gửi là mọi người biết rồi. Giống như nó nghĩ mình không có vốn hay gì, nó muốn vậy. Nó hại đó, mọi người biết không? Nó nói với con nhỏ kia nè: nếu như một ngày á mà nó chạy hụi á, thì cái người, mọi người biết không, ví dụ là mình cho nó mượn tài khoản, nó chuyển vô cho mình, thì cái người mà chuyển hụi cho mình mà hụi sống á, chừng sau này nó chạy đi là nó nắm đầu mình đó. Những cái người mà chuyển tiền cho mình, nó nắm đầu mình, tới nó mượn tài khoản của mình. Ni không chịu. Còn cái việc mà nó giữ nó với ơn nghĩa, nó ơn nghĩa đi, chứ Ni đâu có ơn nghĩa với nó. Nửa đêm nó bị công an bắt, nó điện Ni, Ni là người cứu nó. Mất mới gì Ni phải ơn nghĩa với nó. Còn những cái hạn mà đã như vậy rồi, mất mới Ni phải gieo vô. Ôi, nhiều mọi người nhìn người là biết rồi, cần gì phải đi lên này phân trần. Nó không phải là cái chuyện ở trong xã hội này, không phải là mình khinh nó, nhưng nó không phải là đối thủ để mình quan tâm. Ví dụ trong cái cuộc chiến, nó không phải là đối thủ để mình quan tâm. Cái quan tâm ở đây là cái phần pháp lý của Hồng Loan. Còn những cái chuyện nó tấn công mình, trời ơi, ở Malai thì quá biết rồi. Nó có tiền hay nó làm ăn là chuyện của nó, nhưng vấn đề ở đây nó hại, mà nó muốn dẫn dắt nó hại và nó lừa đảo là Ni phải chặn ngay được. Mà mọi người biết, một cái con lừa đảo mình đi chặn nó thì nó không ghét Ni, thì dòng họ nó cũng phải ghét Ni. Nó đâu có quan tâm, Ni không có khe cái chuyện đó, nó quan tâm cái chuyện đó. Chỉ biết là giúp đỡ em Ni, ok, tụi bay ngưng liền, hụi hen tụi bay ngưng liền. Nó đã có ý định như vậy là ngưng hụi liền. Một cái con chủ hụi lớn có tài sản không thể nào đi chơi hụi với một cái con chủ hụi khác để hốt đầu được. Mọi người cứ nguyên tắc là nó như vậy. Thì Ni mà Ni biết cái nào là Ni chặn liền. Em Út Ni, Ni phải bảo vệ chứ. Mấy đứa em Út Ni chơi hụi nó, Ni phải bảo vệ chứ. Giờ nó lên nó gào thét được cái gì?
đâu phải đi khiêng cái xác nhà nó. Cái xác là một cái chuyện khác, mỗi con lừa đảo mấy trăm tỷ nữa, nó đem cái chuyện cái xác lên nó nói đi gì, nó đem lên công an nó báo đi, có gì đâu, đi bình thường. Chỉ có được nói em được nói câu đó thôi à, dẫn dắt dư luận quá, quay qua quay lại nói toàn nói dóc nói láo. Vậy em có bằng chứng nào chị nói dóc nói láo không? Chị dám nói láo sao mà chị kêu người ta lên đối chứng với chị, người ta không lên, đúng không? Còn một chuyện động trời nữa mà Băng đã từng nhắc nhở mọi người, nhắc mọi người trên 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 một cái status của em đó là đi có ghi âm, đi chưa bao giờ nói chuyện nha, đi ghi âm, nhưng có những tình tiết mà họ tới họ hại mình, đi buộc phải ghi âm để chừng sau này nếu mà đi bị hại đi thì cái bằng chứng đó là trước tòa đó mọi người. Và họ tự muốn vô vòng lao lý thì tự họ, còn cái chuyện họ đẩy mình họ hại mình làm sao mình để họ hại mình được, người mà đâu phải Phật pháp đâu. Phải sợ nó chỉ đúng đúng sự thật thôi, chứ không phải là anh luật sư anh hiểu luật, trước đây anh công tác ở đâu rồi anh muốn đưa em vô đâu là vô đâu, không có, nó chỉ nói sự thật thôi. Trừ khi anh đừng có tấn công mớm, đừng có tấn công pháp lý nó, đừng có dẫn dắt dư luận, đừng có bẻ sự thật là được, thì không có gì, anh đi cũng im, bắt đi im thì đi im, ok, dĩ qua dĩ quý nhau, ok. Những cái chuyện xấu xa của anh thì em giữ, còn cái chuyện anh lên anh nói rồi con phát ngôn hồi trước đây, đi ơi anh mua cho em 50 kg khoai lang này, em đợi đây Sài Gòn nhớ em, rồi những cái lời đó đâu rồi, không mới gì bây giờ anh lên anh kêu con phát ngôn thì em là cái con phát ngôn chứ lẽ cái thằng phát ngôn sao anh kỳ vậy. Đàn ông mà anh đi hết lúc mà ngọt ngào sao, lúc mà tự nhiên cái không vừa lòng anh, cái anh lên con này con kia, anh kỳ vậy. Lô trời đất ơi. Dạ. Cái gì được nói giờ chưa lên quận 12 luôn hả? Hả? Bây giờ chạy lên quận 12 là một tiếng luôn á. Con cứ vậy. Anh chạy á. Bây giờ anh lên là 2:40. Rồi Ni mới đi một chút á, đi chạy qua Mã Lai một chút. Cái bắt đầu nói Ni bỏ mớm, chạy rồi cao chạy xa bay rồi. Ai đâu cũng nghĩ như mình. Ai cũng nghĩ như mình hết trơn á, bụng ta si ra bụng người đụng chuyện á, giống như là